Hôm nay là thứ hai rồi, không biết thằng bạn thân mình nó có học on không, như là nó đang học hay sao ấy. Thôi vô huấn luyện xem phim tình cảm luôn. Sao nó vắng dữ trời. Đi mua đồ xây căn nhà chà bá bự coi. Mình cũng học xây dựng mà nghỉ dịch lâu quá, giờ không biết tay nghề còn được không nữa. Wow, nhà đẹp dữ trời. Một bức tường hai phòng ngủ. Cái bạn gì đó đang làm gì ta? Kiểu này hình như là... Ê ê bạn gì đó ơi, nhà mình mới rồi luôn, cái nhà bay nóc. Trời đất ơi, tao tức thiệt chứ. Ê nhỏ kia, trả nóc nhà lại đây. Quơ cái gì mà quơ. Quơ hồi bay thêm cái bức tường đó bây giờ nè. Mình dừng lại đây được rồi nha bạn gì đó ơi. Rồi cái gì tới nó cũng tới. Cái nhà không còn cái nịch luôn. Tao thấy không vui rồi nha. Bật mít lên nói chuyện coi con nhỏ này. Yêu cái gì mà yêu, hư cái nhà của người ta rồi kìa. Mà kêu hỏi yêu không. Chúng ta không thuộc về nhau rồi đó. Ơi là trời, chị ơi chị tha cho em đi chị ơi. Nhỏ này, đắt lo hay sao á. Mình nói hoài mà nó không nghe. Đâu kết bạn đâu, kêu người ta mới mít như đúng rồi trời. Quê dữ. Bạn trả cái nóc nhà cho tôi nha. Ủa, nóc nhà gì, tôi với ông có lần yêu của nhau đâu mà nóc với chạy nhà. Bà bị ảo tưởng hả? Hồi nãy trong huấn luyện, bà làm bay cái nóc của tôi rồi. Cái thằng nào mà thích bà chắc nó cũng bất bình thường lắm rồi đó. Cái gì ông nói tôi. Nhỏ nào mà thích ông á, nhỏ đó cũng không có tầm thường đâu ha. Con trai gì đâu mà khó ưa vậy. Lỡ tay có xíu hả mà cậu có người ta vậy đó. Cái đồ không ai yêu. Lưu cái đồ ế, vô huấn luyện một mình. Úi, tôi nhịn bà nãy giờ không ai yêu kể tôi. Miễn sao không phải là bà là được rồi. Sao chứ. Mà thôi, thấy ông cũng có tính, xin lỗi tôi đi rồi tôi bỏ qua. Có cần tôi ship cho bà cái gói không? Hả? Ship gói ngủ cho tôi làm chi? Để cho bà có cái để ngủ chứ. Bất ảo tưởng là nha. Ông có biết ông đang nói chuyện với ai không? Tôi biết chứ. Trước mặt tôi là một người con gái không hề dịu dàng, khó ưa, cọc tính, ế là phải. Ông cái gì mà ông? Tôi chưa có vợ mà ông cái gì? Tôi đi ra chơi với bạn đây. Bye bye, cái bà cô khó ưa. Nãy giờ đứng trong nhóm với ai vậy mày? Tao mới gặp được một người con gái có cá tính mày ơi. Nhưng mà tao không phải của tao. Mày kén chọn với Xuân ơi, hàng gì mày ế chuyện kiếp là phải. Chắc tại là duyên tao chưa tới. Thôi gắng đi, tao có cô bạn mời vô chơi. Mày mời vô đi, để có người nói chuyện đậu. Nhìn mặt mày biết phát chán luôn á. Wow. Ông, là ông nữa hả? Không hẹn mà gặp. Là ông nữa hả? Không hẹn mà gặp. Hai người quen biết nhau hả? Cũng ơi ơi rồi đó mày. Cái con nhỏ mà tao nói là nó không phải gu đó. Cái gì mà không phải gu? Vậy chắc ông nghĩ ông có cử với tôi à? Tôi ship lại cái gói cho ông nha. Người này là bạn của anh đó hả sói? Xuân là bạn anh từ nhỏ tới giờ. Anh thật may mắn khi có người bạn miệng tí li như vậy luôn. Ê bà kia, tôi hơi bị quê nha. Con gái gì đâu mà hung dữ. Hung dữ vậy, mau già lắm. Lúc ế rồi đừng có than với tôi nha. Cho dù không còn con trai nào thì cũng không đến lượt ông đâu. Đừng có mà mơ. Hai người. Chỗ người ta đang nói chuyện. Tao đang nói chuyện, xíu vô mày. Dạ, hai anh chuyện nói chuyện đi à. Ai đâu rảnh mà đi nói chuyện với loại người này. Tôi cảm ơn à. Thôi vô làm bài trận chơi đi. Môn ơi em có kèo chưa, anh cho em quả nè. Dạ, anh để đó đi. Ủa, kêu anh cho em nó đâu mất tiêu rồi. Em không thấy nữa anh ơi. Em xem ở chỗ đó thử xem. Em không thấy nè. Xuân, mày có lấy không? Mày nghĩ tao lấy keo đó hả? Tự nó bay vô ba lô của tao thôi, chứ tao có lấy đâu. Tôi bắt đầu có thiện cảm với ông rồi đó. Cái đồ khó ưa. Có được chứ mặt thì sói ơi, qua đây với tao đi. Để tao đi xuống dưới kia. Gọi, thằng sói nó đi rồi. Ở đó có một mình, gục cái kịch nè. Ông hết đó, nói làm chi, tôi gục luôn rồi nè. Kêu anh đi rồi tôi cứu. Không bao giờ. Nhớ nói đó nha. Bạn tem kia ơi, bạn làm hay quá hả? Phát huy đi bạn ơi. Ôi, đông quá. Không cứu tôi luôn hả? Sao mà tôi gặp cái người khó ưa dữ vậy trời. Dạ anh cái đi rồi tôi cứu. Hãy cứu bạn tao đi nha Xuân. Cái này là tôi giúp thằng bạn của tôi thôi. Khỏi cảm ơn. Gọi, tao cho tao lên quan sát rồi mày ơi. Mày có xu không cho tao xu đi sói? Nè, có nhiều đây thôi, mày nhặt thêm đi. Ngại hết biết hả? Cảm ơn bạn. Tôi bỡ rồi đấy. Ai nói là tôi cho ông xuống, tôi mua nhét cái keo thôi. Ơi, cái bà này. Lại đây tôi cho ông đồ đi. Tôi không cần, tự tôi đi nhặt đồ được. Tôi có lòng tốt, mà không muốn vậy thì thôi. Xong trận rồi, mày chơi trước đi nha sói. Tao ra đây có tí việc. Xong trận rồi, mày chơi trước đi nha sói. Tao ra đây có tí việc. Sao ao ao game vậy? Bởi lúc nãy giận tôi hả? Tôi có một chút việc thôi. Tôi không có rảnh đâu mà giận cái người khó ưa như cô. Tôi dễ thương vậy nè, ở đâu ra mà khó ưa rồi hung dữ đó mày ông. Cô dễ thương với ai thì dễ, chứ với tôi là... Là sao? Là không có miếng xíu nào mà phô me que hết trơn á. Bà làm bay cái nóc nhà của tôi là tôi không thích rồi đó. Ở đó mà còn hỏi yêu tao không, hỏi yêu được chỗ nào. Ông quá đáng lắm luôn đó. Tôi là con gái mà, ông phải nhường tôi xíu đi chứ. Bà mà được nữa tính con gái thôi.
À không, một xíu con gái cũng có nữa. Con gái gì mà. Mà sao nữa, cái ông Xuân này. Ông cái gì mà ông, tôi còn con trai nha. Làm tưởng tôi già lắm vậy đó. Sao ông cứ không thích tôi vậy? Tôi nói tôi lỡ tay không mà. Từ trước đến giờ ông là người đầu tiên mà dám nói tôi khó ưa luôn đó. Con trai gặp tôi thì hết cả thích tôi rồi. Còn ông? Thầy ơi, bà kêu ông quậy, tôi già luôn bây giờ nè. Ủa, gọi bà sinh năm bao nhiêu? Tôi năm 2K. Tôi tính chính nha, kêu bằng anh đi đó. Ờ, sao tôi phải kêu ông bằng anh? 2000 không phải lớn hơn 99 sao? Gì vậy chị? Chị ơi chị, cái đó đúng trong toán học thôi. Này bà tính tuổi, ai tính kiểu đó? Đúng thì sao? Giờ tôi không thích gọi bằng anh đó thì sao? Thì cãi bà chứ, tôi không quan tâm. Thôi bà chơi game đi, tôi bận tí. Ông đứng lại đó, chưa nói xong mà đi đâu? Tôi thích đi đó, rồi sao? Sao bà vô luôn rồi? Tôi không nhanh thì sao ông chơi được với tôi? Lỡ rồi, cho cô ấy chờ chút luôn. Ủa, cô nào? Tôi nói là lỡ rồi, chơi hết trận luôn. Ờ, vậy mà tôi nghe. Ông bị lãng tai lắm rồi đó, coi đi khám đi nha. Ông mà không chiêu tôi, ông chịu không được hả Xuân? Em vui của tôi rồi. Người gì đâu có niềm vui kỳ cục hả? Có giáp chưa bà gì ơi? Ông đi học lại đi nha. Úi, cái bà này. Tôi có tên nha, không phải là bà gì đó hay bà cô à? Ờ, Simon có keo chưa? Mình chỉ có dép với keo Xuân ơi. Vậy Simon đi kiếm đi nha. Ở đâu mà có sẵn gà vậy? Ông Xuân. Có tem trước mặt kìa, coi chừng bị gục đó. Đi theo sau tôi nè. Ê, cứu tôi ông ơi. Nó sao lưng cười, nhanh đi nhanh đi. Đã bảo rồi mà không nghe. Ham hố chạy lên chi đó. Rồi để gục. Sao bà nói sao lưng? Tôi nhìn nhầm hướng, sorry nha. Nãy giờ anh đi với ai mà để anh chào với Hà Xuân? Cô gái này là ai? Nãy giờ anh đi với ai mà để anh chào với Hà Xuân? Cô gái này là ai? À, là bạn của con sói. Anh cũng tình cờ gặp trong huấn luyện á. Thì ra nãy giờ anh đi với cô này để tôi ở ngoài một mình. Anh cũng được lắm đó Xuân. Anh xin lỗi. Không phải vậy đâu, cô hiểu nhầm anh Xuân rồi. Lúc nãy là anh Xuân nói. Thôi, không có gì đâu Mon. Mưa, em đây anh hay là đội hình sói? Anh còn dám hỏi ngược lại tôi. Sau này anh ngon vậy? Thì anh chỉ hỏi. Anh hỏi cái gì mà hỏi? Anh biết là tôi đợi anh. Tôi không muốn sự chờ đợi nào nữa nha. Anh biết rồi. Là sao? Có chuyện gì vậy Xuân? Cô hỏi làm gì? Bạn của sói hả? Tôi là bạn của anh sói. Anh sói đứng ngoài kia để tôi mời. Tôi không có muộn cô. Là sao vậy Xuân? Em không hiểu. Không có gì đâu em. Em chào anh sói nha. Vô leo ganh với tao nè sói ơi. Hello mọi người nha. Thầy à, có đủ anh chị em đây luôn đó hả? Vô lọc về chẳng mày, tí tao cũng đi học rồi. Anh sói mới đi đâu mà giờ mới on game vậy? Làm em. Anh bận chút việc ấy mà. Sao em không hỏi anh? Anh với sói có học chung với nhau mà. Anh ngộ, thì hai người học chung, em hỏi một người là đủ rồi. Được nha, em nói nhỏ nhẹ với Xuân đi. Cũng vì em mà nó từ chối. Sói, được rồi đó. Anh để cho sói nói coi. Anh sói từ chối hết vì vậy á. Thì có ai? Sói. Xuân, anh im đi. Vô trận đi. À thôi, mọi người vô trận đi. Tí xong trận tao qua mày làm bài nha Xuân. Vậy cũng được. Tí nữa qua tao. Anh sói qua Xuân hả? Tí khôn với em nha. Không có được đâu em. Tôi nói anh em đi, anh có nghe không? Ủa sao cô kiếm chuyện với anh Xuân vậy? Hai anh cũng là bạn của cô. Xuân nhẹ nhàng với cô vậy mà sao cô? Tôi thích sao thì nói vậy đó. Cô không thích chơi nữa thì out đi. Anh Xuân sao vậy? Thường ngày anh ăn lắm mà, sau này anh hiền vậy. Anh có gì đâu, họ chơi game đi nè. Mưa ơi, em có giáp chưa? Để anh mua cho nha. Anh dùng đi, tôi có rồi. Chị em có keo chưa? Sẵn anh mua luôn rồi nè. Tôi có rồi. Mon ơi, em có chưa? Anh đưa em hai quả nè. Dạ em chưa có. Em đứng đó đi, anh chạy lại. Tao chưa có nè Xuân ơi, mày cho tao kéo quả nữa. Anh Xuân đứng đó, đưa em mấy quả keo đi. Sao lúc nãy em nói em có rồi? Em bảo thì anh đưa, có bao nhiêu thì đưa hết đây. Keo nè em, tí nữa bé anh đẻ, anh có keo sao? Anh sói ơi, keo nè anh. Anh lấy hai quả thôi, keo nè Xuân. Thôi, mua cho mày thì mày lấy đi. Anh Xuân. Cứu tao Xuân ơi. Tao cũng bị gục luôn rồi mày ơi. Mưa ơi, cứu anh. Tôi cứu anh sói trước rồi qua cứu anh. Quá đáng lắm rồi đó Mưa. Mưa, em thừa biết là Xuân thích em mà. Em xem cách em làm với Xuân đi. Chẳng phải lúc trước em nói em thương Xuân sao? Sói, mày đừng có nói nữa. Chuyện đó cũng qua lâu rồi. Chỉ qua là Chỉ qua là lúc đó tôi chán, không có gì để vui. Tôi nói bừa vậy thôi, vậy mà có thằng ngốc nó tin. Tôi tin đó. Tôi là thằng ngốc, tôi mới tin vào tình yêu. Em nói em vui thôi hả? Vậy tại sao em đối xử tốt với tôi như vậy? Em trả lời tôi đi Mưa. Em gieo hy vọng tình cảm cho người khác để mua vui cho bản thân thôi sao? Anh Xuân, bình tĩnh đi em. Sẵn đây tôi nói cho anh biết luôn. Người tôi thích là anh sói. Ngay từ đầu anh cũng biết điều đó. Anh đừng trách tôi, trách là do anh quá hèn đó Xuân. Em nói cái chuyện gì vậy Mưa? Nếu em không thương Xuân thì ngay từ đầu anh từ chối Xuân đi. Xuân làm gì hay bận gì, em đều nhắn tin quan tâm Xuân. Chi vậy hả? Nó là bạn anh. Anh có biết muốn được ở bên cạnh anh mà em phải đi quan tâm người khác không? Oh.
tôi không ngờ cô là cái loại người như vậy đó mưa. Cô tiếp cận tôi để quen thằng bạn của tôi thôi sao? Vậy tại sao lúc đầu cô không nói thẳng với thằng sói đi? Cô làm vậy với tôi làm cái gì? Tại sao hả? Tại vì tôi ghét anh. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã không có hiện cảm với anh rồi. À mà thôi, tôi có tình yêu mới của tôi rồi. Từ nay anh đừng liên quan đến tôi nữa. Cô đã nói vậy thôi. Từ nay tôi với cô không còn liên quan với nhau nữa. Lời nhắn cuối cùng mà tôi nhắn với em, không yêu được thì đừng gieo hy vọng cho người khác. Để rồi mình cũng nhận kết quả đó thôi. Tạm biệt em. Em cũng ao đây. Anh Xuân, anh đừng buồn nữa. Em có câu nào khác không? Đang buồn kêu không buồn sao mà được. Ý em là anh quên lên đi. Trên đời này thiếu gì người để anh quan tâm. Còn ai nữa em? Anh không tin vào cái tình yêu đó nữa rồi. Và vào nó khác nào tự làm tổn thương mình. Anh Xuân nói vậy là không được rồi. Mỗi người mỗi khác chứ. Có người này thì cũng có người kia. Chẳng qua là anh chưa gặp đúng người mình yêu thôi. Ừ, anh biết rồi. Em không chơi với thằng sói sao mà chui qua đây với anh? Anh Xuân này chui cái gì mà chui? Em đâu phải... Anh kỳ quá hả? Anh xin lỗi em chịu chưa? Anh Xuân này dịu dàng với em luôn cơ. Vậy chứ em muốn anh Xuân sau đây? Thì em thích anh như bây giờ hơn. Em cũng gọi anh là bằng anh rồi còn gì. Anh Xuân dễ thương hơn hẳn. Em vào huấn luyện với anh không? Dạ anh vào đi. Anh ơi lại đây với em đi. Người mang cho em tổn thương em vẫn yêu, vẫn không thấm vào. Anh Xuân, anh có nghe em nói gì không? Anh nghe. Em ngồi đi, anh lại ngay. Anh Xuân, anh lên trong vòng đu vây với em nha. Anh lên đó đi, em cho anh ngắm thế giới luôn. Trên đó thì sao ngắm được em? Em trêu anh à. Thật ra lâu nay vẫn chưa yêu em dù chỉ một lần. Sau này bên ấy mong anh sống tốt. Em muốn thấy anh yên bình. Còn lại tốn thương. Anh Xuân, anh bị làm sao ấy? Em ở đây cơ mà, anh đang nghĩ gì vậy hả? Mo nói em chơi trước đi nha. Anh này có việc. Em sẽ lãng quên. Nha, anh này có việc. Xuân, tao nói gõ cho mưa nghe hết rồi. Anh Xuân, em xin lỗi với chuyện lúc nãy nha. Anh sói kể cho em nghe hết rồi. Là vì em mà anh đã không yêu ai. Cũng tại em hết. Tại em nói sẽ cho anh cơ hội làm người yêu của em. Mà để anh phải chờ đợi yêu lâu như vậy. Anh tha lỗi cho em lần này nha Xuân. Em hứa với anh sẽ không có lần sau đâu. Mình làm lại nha anh. Xuân, mưa cũng biết lỗi của em nó rồi. Mày bỏ qua cho em nó lần đi. Mày cũng đã đợi mưa lâu như vậy rồi còn gì. Không lẽ mày bỏ phí thời gian đó sao? Nhưng mà... Còn nhân vậy gì nữa. Tiến tới với em nó luôn đi. Em mà mấy làm người yêu của anh. Ơi, chuyện gì với anh Xuân? Em không thấy đâu. Xuân chấp nhận tha thứ cho mưa rồi đó. Mà còn là người yêu của nhau nữa. Có thật vậy không anh Xuân? Cô không thấy sao mà còn hỏi. Anh Xuân nhờ là của tôi rồi. Cô tránh xa anh ấy ra đây. Tôi không tin. Tôi muốn nghe từ anh Xuân. Thôi đủ rồi. Mon em cũng thấy rồi đó. Mới chơi đùa với anh như vậy. Chơi đủ hay sao mà anh còn. Được rồi đó Mon. Chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi em. Anh cờ quá rồi đó Xuân. Mình làm ván đi ha. Chúc mừng mày nha Xuân. Mày cho tao cái gì đó hậu hĩnh nha mày. Tao biết rồi. Mon keo nè em. Dạ. Cô tính ra keo đó anh Xuân đưa cho tôi. Cô không được phép lấy. Thôi để mưa lấy đi em. Qua đây anh cho nè. Anh Xuân. Mày cũng được. Keo nè mưa. Vừa đi thôi. Đi một nơi. Có địch trước mặt kìa Mon. Anh bảo em đi phía sau anh rồi mà. Dạ em gục rồi anh ơi. Anh lại cứu mưa trước đi. Sói mày cứu Mon nha. Sao em bất cẩn thế hả? Dạ em biết rồi. Thương anh. Một tình trái ngang. Cô làm gì thế? Cô làm vậy với Ni của anh Xuân sao? Không có làm. Anh Xuân em không có. Tôi biết là cô thích anh Xuân. Nhưng giờ tôi mới là Ni của anh Xuân. Cô bớt ảo tưởng đi. Sao em làm vậy hả Mon? Anh không tin em sao sói. Anh Xuân em không có thật mà. Thôi đủ rồi đó. Cô nghe anh Xuân nói gì không? Nhường chỗ đi là được rồi đó. Tôi không có được thì đừng ai giành với tôi. Em nói gì thế? Nãy anh nói với em không hiểu sao. Em thôi đi mưa. Em dừng lại được rồi. Em có làm gì sao mà phải dừng lại? Anh thấy những gì đang diễn ra trước mắt của anh. Em diễn quá là hay rồi. Em hơi bị lương rồi đó nghe Mon. Anh là Ni của em luôn đó Xuân. Em bị ảo à? Hay đang cho mình là tất cả? Tôi đồng ý làm người yêu em khi nào? Đúng là tôi thương em. Nhưng của thằng Xuân trước kia. Chuyến xe cuối cùng này cũng không có dành cửa cho em đâu. Được lắm Xuân, mấy người cho đi, tôi ao. Ơi, bây giờ em có thể đền cái nóc nhà lại cho anh không? Anh đang chờ điều đó. Xuân, tao xây cái nóc nhà cho mày rồi nè. Tao tặng mày luôn cái nóc đó. Bây giờ tao có cái nóc nhà Mon của tao rồi. Tao có nhà mà không có người yêu thì phải làm sao? Đơn giản thôi, mày vào list mát đi, kiếm người yêu cho nó nha. Mày không nói sớm. Thôi hai đứa mày ở đây đi, tao đi kiếm người yêu. Còn chuyện của mình thì sao nè? Em yêu anh. Anh yêu em.